Mày bớt quánh nó là không thôi tôi đập mày sanh bệnh á. 10 mấy triệu. Mày điên không? Cái đâu này 10 mấy triệu? Trời đất ơi, ngó xuống mà coi nè trời. Mày đừng nói cái quần này 10 mấy triệu nha. Chứ con nghĩ nhiều. Mày điên đầu quán một cái quần với 10 mấy triệu mua cái quần lách. Tao không biết YouTube nó trả được nhiêu tiền cho mày. Đủ tiền đủ anh đó anh. Tôi cảm ơn, ăn tiền mày chắc tao sống thọ. Đây nè, xài đi con. Trời cái gì vậy? Trời đứa cha vừa gọi tao phải làm gì vậy? Mày làm gì tao mới thấy mày vậy. Quỷ. Gì vậy? Đi, mày không tắm tao hôn mày okay, nữa. Ok, bye bye. Nhanh, đi lẹ. Kiểu gì về nhà đó đi mày sinh bệnh à. Xin lỗi con vợ mày coi. Tại sao con phải nhịn cho ông? Tại sao con làm con kiếm tiền cực khổ mà tại sao con phải trả nợ cho ông? Ông làm gì mà làm? Bà hết thuốc chữa rồi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Giờ tao thấm rồi. Nuôi con thì nó dễ. Còn con nuôi nó nhục.